đang chuẩn bị tụt quần ra đi tắm. Anh ấy hỏi mẹ của mình, vì sao cô gái này lại xuất hiện trong nhà chúng ta thế? Con ra ngoài cho mẹ. Thì ra cô gái xinh đẹp này tên là Saewin, chỉ vì trong đám đông vô tình chạm ánh mắt với Daewin. Từ đó cô đã phải lòng người đàn ông này, vì để theo đuổi bạch mã hoàng tử trong lòng mình. Từ đó cô nữ sinh Saewin trang điểm xinh đẹp gợi cảm cho ra dáng người nhớn, bất cứ lúc nào cũng toát ra vẻ đẹp quyến rũ mê người. Sau đó thuận lợi ứng tuyển vào vị trí nhân viên trong cửa hàng tiện lợi. Cuối cùng Saewin đã có cơ hội tiếp xúc với Daewin. Saewin có vẻ đẹp tươi sáng tỏa nắng, dáng vẻ yêu điệu hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại là một chị đại ngổ ngáo. Võ công oánh người cứ gọi là đỉnh của chóp, ở trường đánh bọn bắt nạt bum bốp khiến bọn chúng sợ mất dép. Đi trên đường cũng dễ dàng xử gọn đám lưu manh đánh người. Nửa đêm cho bọn côn đồ dở thói xấu một trận tơi tả. Nhưng ở trước mặt Daewin, Saewin lại tỏ ra yểu điệu thục nữ. Daewin đang nằm mơ ngủ, gọi tên của người phụ nữ khác, mà Saewin ở bên cạnh khi nghe thấy. Một lúc lâu sau, Daewin mới tỉnh dậy sau giấc mơ. Anh ất nhìn thấy vết máu trên tay mình, sau đó lại nhìn bản thân mình trong gương. Daewin mơ hồ, anh ấy tận mắt nhìn thấy trong camera cảnh mình bị đánh cho như tử. Sau đó anh ấy tìm tới chỗ Saewin. Ya, 너가 그렇게 싸움을 잘하냐? 나 한번 쳐봐. 한번 보자, 내가 얼마나 잘하는지. 쳐봐, 쳐봐. 진짜? 야, 진짜 좀 가짜냐? 쳐봐. 나 후회 안 하죠. 후회 안 해. 야, 간지럽히지나 마. Saewin yêu thầm Daewin đã lâu, cuối cùng cũng được như ý nguyện trở thành đồng nghiệp của anh. Mà Daewin cũng từ từ nảy sinh thiện cảm với cô gái xinh đẹp đầy cá tính này. Daewin sau khi tan làm, vừa mới ngả lưng xuống sofa nghỉ ngơi, đột nhiên những ngày tháng sau đó, mặc dù hai người không xác định quan hệ yêu đương, nhưng trong lòng đã coi đối phương thành một nửa của mình. Anh có thể ôm em một lần. Mọi chuyện trùng hợp như vậy, khi hai người đang chúc mừng Saewin trở thành nhân viên chính thức, bạn gái cũ của Daewin tới. Sau đó ba người cùng tới một nhà hàng. Bầu không khí căng thẳng lúc này đã đạt tới cực điểm.